Xin chào các quý chúng quý vị khán giả, con tên là Lê Minh Phong, năm nay con 11 tuổi, con học lớp 3 trường Nguyễn Đình Chiểu. Và sau đây con xin gửi đến các cô chú quý vị khán giả một bài hát được mang tên Người ơi đừng bỏ quê của ca sĩ Hồ Văn Cường. Rồi, quê cứ hỏi tôi rằng bao mới về thăm quê mà cứ biệt biệt xa rồi quên tiếng má tiếng bà, nơi phố thì đen quá mà sao bỏ quên quê nhà, quên luôn rau luôn cà rồi ngày đêm cùng chiếm xa qua, phố thì đen quá nhưng làm sao quên khúc dân ca, phố thì đẹp quá nhưng tình quê vẫn khắc trong ta, yêu những dòng phố xa, yêu sao những con sông già, yêu tiếng quê đậm đà xa rồi người nhớ quay về, đừng bỏ mẹ mà đi, đừng bỏ cha nơi này, đừng bỏ qua nơi này qua cầu mà nhớ thương ngài, quê ngoài có luống rau, quê nội có cánh đồng, đừng nước chia xuôi dòng quên hiền thì người thôi bỏ quê. Bolero nhớ bài nào?
rồi, biết bài mày. Tại là cha cô Trung cho mày nghe bài. Lặng nhìn chiều phố lòng nhớ thương nhai, gió đưa man mác gửi những âu sầu. Đường xưa kia lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lòng man đòi nhớ. Mẹ ra trắng con ngồi đêm lá rơi, đến bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay ông yến bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Các bạn chính thức là bà đầu mới hay. Trời ơi, nãy giờ kiếm hoài luôn mới ra nè. Ngày xưa con bé ngây thơ. Không phải luôn, khác luôn. Đó đúng. Đúng một sơn chị, lòng mày hai đúng không? Dạ. Trời ơi, thuộc lời hay thiệt đó nha. Ủa, sao hát thì không chỉnh như nào được? Tại sao? Ý là nãy hỏi mẹ là sao con hát một bài không chỉnh. Mình hát con hát đúng là tại không chỉnh. Thì con hát đúng rồi thôi. Chị đâu đi quên một cái dụ mình quên điều gì chưa nay dặn mẹ về nhắn tin cho mình chương trình ai gọi không nhắn gì từ từ ôi